chất lượng nét luôn. Rồi xong, xong rồi chứ gì nữa? Hết phần trước. Tôi đã cứu làm nước 10.000 đồng. Thể lực và sức mạnh, tốc độ, khả năng dứt điểm, kinh nghiệm và sự thông minh trong di chuyển, khả năng liên kết với đồng đội. Những phẩm chất này khiến đội trở thành một trong những truyền đạo hàng đầu thế giới. Ghi như cái độ nhất đê nha. Nói anh em luôn, ghi như độ nhất đê. Thánh số 1, thánh số 2, không ai số 1, kể cả đó là Lionel Messi. Bây giờ nha, cái tiêu đề của tôi nha. Tôi đố anh em đón trúng được cái tên cầu thủ ngày hôm nay tôi chinh phục. Tôi đố anh em đón trúng á. Nghĩ một cái nữa. Thi đấu tại ngoại hạng Anh. Big Four ngoại hạng Anh. Anh em có đón ra được chưa? Đấy. Cậu ấy mặc luôn cái áo này. Đây, giới thiệu với anh em. Cậu ấy, chuẩn bị xem nhá. Như nào? It's me, Lockman. Có thể là tôi sẽ giới thiệu tôi chút về cậu ấy. Anh em mà có một tập thông tin về cậu ấy không, thường tôi giới thiệu một tí về cậu ấy không. Cậu ấy với cái tên đầy đủ là Nicolas Banner, được gọi với cái tên thân thương là Thánh Lót. Với cái vấn thể cộng 10 mùa 19 like này thì anh em hiểu được cái này mà đúng là thử thách luôn ấy. Làm sao mà chinh phục được cậu ấy đây, với cái chỉ số kìa, tốc độ và tăng tốc chạm khẽ vào tim anh nơi 86. Dứt điểm và lực sút 95. Ui, ghiến cái quả penalty là khác biệt nha. Chỉ cần có Ben thôi là cậu ấy chạy là giật cái quả bóng liền. Đưa đây. Sút xoáy 91, ghê bóng 91 nha. Giữ bóng 91 đừng có đùa nha, chưa bút có lo đó. Nè, với Thánh Lót nha. Thánh Lót này hơi bị nổi tiếng với những câu nói nha. Từ đó anh em biết một trong những câu nổi tiếng nhất của cậu ấy là gì? Nè, tôi mới tìm được một câu rất là hay. Bất kể rằng đó là tennis, cầu lông, bóng đá hay là gì chăng đi nữa, Thánh Lót chỉ việc ra chơi và nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng. Phần lớn những lúc như vậy tôi là người giành chiến thắng. Đẳng cấp chưa? Nếu tôi không xin cùng thời với lại Ronaldo và Messi thì có lẽ tôi đã có 10 quả bóng vàng hả? Được quá nha. Lót từng nói Seven Galaxy sẽ là đội tuyển mạnh nhất Việt Nam nếu Djokovic dự bị. Rồi tôi sẽ đem cậu ấy vào hôm nay chúng ta thử thách Nicolas Banner. Thôi hôm nay thì sao cái tay của mình nó gung gung quá nhờ. Sao cái tay của mình hôm nay nó gung gung thế nhờ. Lót là phải đá vị trí cao nhất trong đội hình rồi đúng không anh em? Lót là phải đứng cao nhất rồi đó. Đừng có đùa với Lót. Chứ là như này quá. Hết rồi chứ. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nổ. Cảm ơn ông này. Cứu lon nước 10.000 đồng. Chơi sơ đồ hôm qua Thánh Đá Cam thắng trận 50k. Má nó ngầu quá. Ok nhận. Thánh Đá Cam hả? Má nó ác với Thánh chưa. Thánh bắt cho Đá Cam. Cũng mạnh. Bên đây Overma đây, chạy. Như này đúng không? Bực quay này cho Vieira là nó chính vô thủ cho chắc. À, Thánh trung tâm của đội hình luôn mà, cho Đá Cam luôn mà. Copy đi, có chính những được đội nữa chứ được đội lâu lắm. 5 lít không cho Thánh bay được, thông cảm đi. 5 lít cũng không đủ cho Thánh bay, nhất thực A luôn. Ủa Thánh đâu rồi? Sao nhiên copy chính được cái Thánh mất tiêu rồi ta? Dạ? Thánh tự biết vị trí của mình ở đâu á, Thánh tự bay xuống dự bị luôn á. Ghi cái quả Thánh nha, tôi gắn cái bước 1 cho Thánh. Thánh có nên chỉnh cho Thánh có gì đó đặc biệt không? Ví dụ như là... Còn mẹ thấy rồi. Trời ơi, Thánh đứng ở cuối bảng xếp hạng luôn kìa. Tôi cho Thánh là đội trưởng, được chưa? Penalty phải là Thánh đấy, được chưa? Ơi xuất phạt trái phải luôn kìa. Trời ơi, được quá. Vào chính đồng với đội cho Thánh một cái. Tôi vào chính riêng nha. Riêng Thánh Banner xin phép anh em. Chỉnh một cái xì tai. Trời ơi, để cái bồng ngựa luôn. Mày đỡ. Nè, nếu mà muốn lạnh lùng á, những cái người ở trên đỉnh á, người ta rất lạnh anh em biết không? Lạnh lùng vì cô đơn. Xin phép cho Thánh áo giữ nhiệt. Nè, ở trên đỉnh người ta rất lạnh nên là tôi xin phép anh em mà tôi băng cái giò cho Thánh một cái. Hai lớp. Trên đỉnh lạnh lắm. Được chưa? Hai lớp, mang nó dài nhìn cho nó đẳng cấp một tí. Riêng Thánh nó phải đôi giày đặc biệt. Còn mẹ cho Thánh mang đôi giày dưa hấu đi. Còn mẹ Thánh nó mang giày gì bây giờ? Có cúp hả? Mang đôi giày này đi, có cúp. Anh em thấy có cúp bên đây không? Cho Thánh số áo 23. Thánh áo số 23, mãi tài Thánh ơi. Vô. Trời ơi, nhìn Thánh đứng kìa. Thể hình to. Thể hình này cỡ như Gullit tôi nghĩ là không kịp á. Thể hình này nha, ghi cụ Gullit là không kịp luôn ấy. Chưa biết tranh chấp ai ăn ai đâu. Không có đối thủ luôn mà. Nghe Thánh tới chơi không có đối thủ luôn. Nè, thấy thể hình chưa? Messi với Banner. Anh em nhìn đi. Hai người này đứng, ai là Rod tôi đố anh em á. Ai là Rod của bóng đá thế giới? Ai? Tôi đang quan sát cái bước chạy của Thánh nha. Bước 1 nè. Thằng nào? Ê! Sao mày chơi mày chơi mày quýnh Thánh vậy mày? Quỷ! Hay quá bà Lai ơi! Phải như vậy mới gánh Thánh được! Trời!
để đổi cái coi cho ngài lên đi. Ngài đã cam khổ cho thầy ngài quá. Rồi. Ôm đầu cái gì mà ôm đầu được. Lên Thánh ơi, hãy biến những áp lực thành động lực Thánh à. Đúng đúng. Được chưa? Mày nói gì đi? Nói gì đi? Hả, xuất ra ngoài luôn hả? Nope. Mày. Trời ơi. Lên đi Thánh ơi, phút cuối là bàn thắng của ngài đó. Giây phút này là giây phút của ngài. Ngài cứ tự tin lên, giây phút này là của ngài đấy. Đúng. Mày. Trời. Con mà. Đúng chưa? Bây giờ như này đi nha. Cho Thánh độc lập tác chiến được chưa? Đưa cục cài ra, Obamayang vô, In qua vô. Hỗ trợ, Martini vô. Vô, hỗ trợ Thánh đi. Trời ơi. Kệ bên anh em nói gì nói đi chứ bây giờ Thánh bên chúng ta cũng tỏ sáng cực gỡ mà. Cũng không tỏ sáng được, bên kia Messi cũng tỏ sáng được đâu. Đánh giá bằng nhau thôi. Rồi. Con mà hai tô nó chạy kìa. Tôi nghĩ là do người đá hả, chứ Thánh là bé đá tơi hả? Mới chừng đầu chúng ta trải nghiệm Thánh mà, anh em đừng có khắc khe với Thánh quá. Anh em phải cho Thánh một cơ hội, được chưa? Nè Thánh kiến tạo nè. Thằng nào chơi Thánh nó đi. Thằng nào chơi Thánh? Thế Thánh kiến tạo chưa? Thằng nào? Mình có gửi cho Thánh một lon nước uống giải khát tăng lượng không? Trời ơi, Thánh kiến tạo cho đồng đội, cho bạn luôn kìa. Thu hồi bóng luôn kìa. Con mẹ Thánh là năng vậy. Người giữ trọng trách quan trọng nhất, nếu mà anh em nha, tôi hỏi anh em như này, một cái người tài năng xuất chúng như Thánh lót, anh em cho đá vị trí số mấy là phù hợp? Ủa sao Thánh lót đứa vị trí số 9 như vậy? Tôi đang cân nhắc giữa vị trí số 1 và số 5 ấy, anh em thấy Thánh đá vị trí nào phù hợp? Số 5 quyết định đúng không? Được, Thánh đá vị trí chốt hạ số 5, được chưa? Mấy con vợ đầu đá tốt rồi, để cho Thánh được đá nha. Ok. Cái gì mà vậy? Cái gì mà đi? Lukaku đã cứu lò nước 10.000 đồng. Buồn quá. Mày. Có chuyện gì mà buồn vậy? Nếu mà Lukaku buồn thì thôi, xin phép là tôi tạo tiếng niềm vui cho Lukaku nha. Được chưa? Mình vui chưa Lukaku? Mình vui chưa? Mày lùi cho dữ vào. Đứng tiếp nè. Ặc fan lên một cái, nhanh lên vé. Ặc fan lên một cái. Kiểu này tôi nghĩ là không có cơ hội cho Thánh lót luôn rồi, Thằng này nó đá như vậy là không có cơ hội Thánh lót luôn rồi. Bây giờ nè, anh em biết như thế nào không? Chúng ta muốn tạo cơ hội cho Thánh thì bây giờ pha này chúng ta đã bỏ đi. Anh em hiểu không? Đã bỏ đi nè, anh em thấy không? Rồi xong đúng cái pha chốt hạ của Thánh á. Ê ơi, đừng. Trời ơi, sao nó lé ra cho sút rồi? Cái gì vậy? Trời ơi. Nó né cho sút rồi mà, đâu có muốn chụp đâu. Thánh mang lại giá trị tinh thần cho cả đội. Thật sự anh em nha, khi đá bên mà có Thánh trong đội hình, cái giá trị trong đội nó tăng lên rõ rệt, anh em hiểu không? Thánh không cần đá nhưng mà đội vẫn thắng. Đó là cái đẳng cấp của riêng Thánh mới có được. Cho phép cho Thánh lên đá tơi nha, một kiến tạo trong trận đấu vừa rồi. Lo đối thủ ở bên hơi bị ngầu đến từ Thánh đấy. Duyên Thánh à, ST không cần lùi về. Tiền đạo trung tâm luôn Thánh ơi. Thánh là tiền đạo trung tâm luôn. Được chưa? Xác định trung tâm 3-1. Đứng chơi một mình cũng được nữa Thánh, không cần Thánh về nha. Phải Thánh phải về với xếp mạng mới đúng nên Thánh được về. À, mạng cũng ổn định luôn, lỗi game rồi. Tự nhiên tôi tìm được vị trí phù hợp cho Thánh là bị lỗi game luôn hả? Alo, gì á? Nè, Thánh phong độ 12 giờ luôn, vô đây vé. Cho gặp Thánh hiểu vấn đề luôn. Rồi, một pha đá phạt đẳng cấp cao đến từ Thánh lót. Ai hi, tặng cho anh em bàn thắng này. Con mẹ sút nhiều mà sao lên trời vậy? Thánh ơi, chưa. Một bàn 50k đến từ Thánh. Mày trời ơi. Con mẹ thôi, sao kèm Thánh của tôi vậy? Đừng kèm nữa nhé ơi. Thả Thánh tôi ra. Tài ơi, trời ơi. Thánh để nói nha, anh em cứ tì đè Thánh. Yên tâm. Chất lượng nét luôn. Rồi xong, xong rồi chứ gì nữa. Hết phần trước. Yeah! Đã cứu lò nước 10.000 đồng. Thể lực và sức mạnh, tốc độ, khả năng dứt điểm, kinh nghiệm và sự thông minh trong di chuyển.
khả năng liên kết với đồng đội. Những phẩm chất này khiến được các cầu trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Ghi nhiều cái độ nhất đê nha. Nói anh em luôn, ghi nhiều độ nhất đê. Thánh số 1, thánh số 2, không ai là số 1. Kể cả đó là Lionel Messi. Thánh Banner. Ben, Ben, yes sir, yes sir. Ben có tôi đâu? À, đúng mà. Nicolas Banner, đi ra. Cái gì? Làm sao đi? Cho dù có xoạc luôn cũng không cản được đâu. Không có cản được thánh của tôi đâu. Không có cản được. Con mẹ nó phan tôi dữ vậy. Yes, yes, yes. Má, nóng đầu chưa? No. Nóng đầu chưa? Cô FD gần như chuyện cho RK vậy đấy. Thanh mẹ ơi, con dọc kìa, con nè, con dọc kìa. Chuyện cho Thánh đi, sao không chuyện cho Thánh vậy? Nè nè, thánh solo nè. Ôi, qua được ba con vợ rồi, không qua được con vợ thứ tư. À, một bàn thắng của Thánh không thể giúp cho pháo thủ của chúng ta chiến thắng trận đấu này sao? Ờ, cho Thánh đá một đi, Thánh đề ba trận đấu luôn đi, cho Thánh đề ba trận đấu. Con mẹ con vợ kia cho GK đá luôn à. Lukaku đã mày bướng 10.000 đồng. Một nhà báo khi nhận được mày bướng với Thánh hả? Bà đó là bà nào vậy? Bà đó là bà nào? Cho tôi xin cái info bà đó cái Lukaku. Hết rồi chứ. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ 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 đã. Đá cái này nè, vô liền thấy chưa? Ai nào biết đá Ben? Chiến thắng trận Ben này tặng cho anh em, được chưa? Tập trung. Chạy đâu lần này? Thấy chưa? Tập trung thôi, là đứng sẽ có một tí phép thuật làm cho đối thủ phải đá ra ngoài. Anh em hiểu chưa? Chỉ có đứng mới có thể làm được điều đó. Ok. Chỉ có đứng mới có thể thôi. Nè, chụp luôn. Chụp luôn. Được chưa? Còn bây giờ nè, bắt đầu thánh lót càng quét gan đi trong mặt của tôi mà có Lukaku nữa thì úi là la luôn ấy. Cho một cặp liền. Rồi, mấy con vợ gan nè, mày xong. Trời ơi, giữa Jacksonco và thánh lót Banner kìa. Nhìn cái tướng đứng thôi nè. Xin phép được chọn thánh vì cái thể hình của thánh quá đẹp. Ông thầy còn đây không ta? Ông thầy ơi, ông thầy có cảm nhận là khi mà mình về chiến thuật 25g á, nó bị lập vị trí không? Nói gì đi, mày đỡ đi. Thánh ơi, dậy, đừng có ăn dạ nữa Thánh ơi, dậy đi, nhà mình còn gì đâu Thánh. Nope. Bàn thắng tự tìm đến luôn mà. Ủa sao làm được vậy vậy? Dễ quá, ngày không ghi bàn quen anh em hiểu không? Ngày thích ghi bàn khó, dễ quá ngày không ghi bàn được. Dễ quá ngày ghi bàn không quen. Trời ơi. Cái pha này nha. Cái pha này tôi nghĩ là tất cả các mấy anh tài đứng ở đây là do chấm hỏi trên đầu hết á. Cái gì vậy? Cái này chẳng qua là vô tình là Thánh đá ngay cái chân trái thôi nha. Còn cho coi nè, cái bàn thắng chân phải của Thánh nè. Nói gì đi. Rơi bóng qua hai ba cầu thủ được chưa? Sao? Quá đó là xui lên một số đầu chân trái thôi. Trận này là một trận nữa, đặt mục tiêu Thánh ghi hai bàn. Nếu không hai bàn, upstream. Quá ngầu. Ok chưa? Hãy sợ đi về. Nè, trận đấu này tôi tập trung nè, tôi thuần hóa Thánh một cách max spin cho anh em coi. Được chưa? Ôi, tập trung dữ chưa? Trận đấu này KPI 2 bàn dành cho Thánh. Lên. Mày. Bốc khói rồi. Cái đầu của tôi nó bốc khói rồi. Má, mình đứng không thành một mình đá ra ngoài luôn mà. Bra. Ôi, của Thánh kìa, của Thánh.
Rồi Seaman nó không thể đỡ nổi tình huống này nữa rồi. Quay nhảy luôn kìa, nhảy luôn kìa, cu te vậy. Chết rồi. Hay quá. Con mẹ nó hay quá. Ây da. Đúng rồi, hình cơm tấm em đang nhìn hàng hộp vệ biến sườn. Cái gì ở đây mà có cơm tấm nó vậy Nhật Công? Đang thua mà sao cơm tấm vậy? Nhật Công ơi, đang thua mà. Ê, rồi rồi. Là chưa bao giờ thấy trong bài sáng suốt như vậy. Chưa bao giờ luôn á. Chưa bao giờ thấy luôn á. Viết ra. Rồi rồi. Mày xong rồi. Thánh ơi. Thánh ơi. Má kiểu này chắc tôi phải ghê qua con vợ GK luôn mới được rồi. Cứu tôi với, cứu tôi. Nè, coi người ta suốt là đem phải dễ dàng không? Vừa có Thánh ưa máu người á. Chấm cái điểm, cái cục thang điểm chấm cho Thánh là phù hợp nhất cho Thánh. Hay quá vậy. Ui má, gì đó nó hay vậy. Chỉ số ẩn xuất chúng GK. Ghiền có quả đánh đầu nha, ghi như khoảng đánh đầu nha, Thánh chấp hết. Được chưa? On the rush. On the gas. Ok. Mày Chưa đâu mấy bé. Thấy Thánh chọn vị trí chưa? Chưa đâu nha. Cái đó mà đã ra ngoài nữa tôi đập cái máy luôn. Ben. À. Tôi đã khóc. Kệ luôn má. Cười kìa. Má nó cạn nước mắt chưa? À. Còn đâu nữa? Ô mà chuối. Oh my chuối. Con mẹ.